Trong không khí đầm ấm của những ngày đầu xuân mới, thành phố Long Xuyên long trọng tổ chức lễ trao nhận quân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Đại tá Lâm Phước Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã đến dự. Năm 2023, thành phố Long Xuyên tuyển chọn và gọi 212 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao 175 thanh niên cho các đơn vị quốc phòng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950, Quân khu 9 và giao cho Công an tỉnh 37 thanh niên. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác, thành phố giao quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng trên giao. Tiêu biểu có 11 thanh niên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm 5,1%, 46 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 21,7%. 115 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 54,2%. Đặc biệt toàn thành phố có 160 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hầu hết các thanh niên đều vững vàng, hăng hái, yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương đất nước. Theo em là một người công dân trong thời bình thì mình phải thực hiện những cái quyền và nghĩa vụ của mình. Thì là công dân mình phải thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc là tham gia nghĩa vụ công an. Thì tâm trạng của em hiện nay rất là vui vì sắp được bước chân vào con đường mà mình mơ ước. Thì là thanh niên quê hương Bắc Tôn, em quyết tâm là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao cho. Thì từ nhỏ tới lớn là em có ước mơ là trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân. Thì biết được có đợt tuyển chọn công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ thì em đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc với tổ quốc. Tâm trạng của em lúc này thì nói chung là cũng có nôn náo và cũng có hơi lo lắng, tại vì em cũng không biết khi mà vào môi trường mới. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi thứ, mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với thanh niên tuổi trẻ quê hương Bắc Tôn. Buổi lễ giao nhận quân trên địa bàn thành phố Long Xuyên diễn ra nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn, đảm bảo theo quy định. Các tân binh đã nhận được nhiều tình cảm, sự gửi gắm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và người thân, gia đình. Đây là động lực tinh thần to lớn giúp các em phấn khởi lên đường nhập ngũ, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đó giờ Quốc Bảo ở nhà hoặc đi học rồi cho nó nghĩa vụ đó ta, rồi thấy thì thôi cho nó đi, cho nó hoàn thành nghĩa vụ cho nó tốt. Rồi mẹ cũng khuyên, cũng nói chung cũng lo. Cũng khuyên con ơi gắng thì con ơi, đi hoàn thành 2 năm cũng mau lắm. Cha mẹ cũng tự hào về con, để con xưng phong đi, rồi cha mẹ cứ thoải mái cho con đi. Trên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, các em sẽ tham gia vào môi trường quân đội nhân dân, công an nhân dân. Đây là môi trường tổng hợp giáo dục rèn luyện nhân cách của người quân nhân cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác nghiêm minh, có tinh thần đồng chí, đồng đội và có tính tập thể cao. Điều tôi mong muốn và nhắn nhủ với các em trước lúc lên đường đó là dù đi bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, các em cũng phải phấn đấu làm tròn nhiệm vụ cao cả là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các em cần phải cố gắng trau dồi học tập và rèn luyện thật tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, kỷ luật quân đội, an tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Phát huy truyền thống của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, anh hùng, cùng với khát vọng vươn lên, 212 thanh niên đại diện cho tuổi trẻ thành phố Long Xuyên đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ đối với quê hương đất nước. Tin tưởng rằng ở đơn vị mới, các em sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện và trưởng thành, góp phần xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Tại huyện Thoại Sơn, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, nên các tân binh đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 100% tân binh đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, trong đó có 21 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Năm nay, 157 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Thoại Sơn sẽ được giao về 3 đơn vị nhận quân, gồm Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Lữ đoàn Giang Thuyền 962 Quân khu 9 và Công an tỉnh An Giang. Trong đó có 125 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Thị Minh Kiều và Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Dương Ngọc Lắm đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống và nổi hồi trống mở màn cho Ngày hội Tổng quân năm 2023 của huyện, đồng thời căn dặn các tân binh lên đường phát huy truyền thống của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt kỷ luật quân đội, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm 2023, huyện Phú Tân được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 163 thanh niên, trong đó thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là 33 thanh niên, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 130 thanh niên. Với hai đơn vị nhận quân là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Để đảm bảo số lượng chất lượng tân binh nhập ngũ, Hội đồng Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo huy động sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể, địa phương, thực hiện nghiêm từng khâu từng bước trong quy trình tuyển quân, công tác sơ, khám tuyển sức khỏe, thâm nhập, xét duyệt công dân nhập ngũ, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, minh bạch từ cơ sở. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, 100% tân binh nhập ngũ năm 2023 của huyện Phú Tân đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, có trình độ văn hóa, sức khỏe, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Năm 2023, Châu Phú giao quân cho các đơn vị quốc phòng là 130 công dân và giao quân cho công an là 35 công dân. Địa điểm giao quân cho các đơn vị quốc phòng gồm Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ở khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thành Trung và Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Địa điểm giao quân cho công an là Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Buổi lễ giao nhận quân được tiến hành trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng theo quy định số 2185 của Bộ Tổng Tham mưu và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, biểu dương tinh thần tình nguyện nhập ngũ của các tân binh, đồng thời kêu gọi các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sau đó trao tận tay các tân binh những vòng quà tươi thắm, nhưng mong muốn các tân binh quyết tâm tu dưỡng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của thanh niên, làm rạng rỡ truyền thống của quân đội, quê hương, gia đình. Hòa chung không khí náo nức của cả nước trong ngày hội Tổng quân, sáng nay 9 tháng 2 năm 2023, huyện An Phú long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, tiến đưa 131 tân binh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó 100 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 31 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, được giao cho 3 đầu mối nhận quân là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Phát biểu động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong rằng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc, những tân binh của quê hương biên giới anh hùng sẽ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ công an nhân dân, tin tưởng rằng các thanh niên của huyện sẽ nhận thức đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân với quê hương đất nước, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, của công an, ra sức học tập rèn luyện, cống hiến công sức trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các tân binh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo huyện, hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và quê hương.